Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và từ Nam California chúng tôi xin kính chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ và bình yên. Thưa quý vị, nước Mỹ có thực sự là bình yên hơn, bình an hơn, an toàn hơn dưới thời của cựu Tổng thống Trump hơn là thời của đương kim Tổng thống Joe Biden hay không? Chắc là quý vị không lạ gì là có những cái lời than vãn và thường xuyên là chê trách, đặc biệt là những ai ủng hộ ông Trump và chỉ trích ông Biden thì vẫn nói là nước Mỹ dưới thời của ông Trump là an toàn hơn là cái gì cũng tốt hơn hết kinh tế cũng tốt hơn rồi xăng cũng rẻ hơn giá thực phẩm cũng rẻ hơn và đặc biệt là nước mỹ thì an toàn hơn dưới thời của ông trump so với thời của ông biden hiện nay đó là lời chúng ta vẫn thường đọc thấy trên hầu hết các diễn đàn thưa quý vị nhưng mà cái bản công bố về tình hình tội phạm ở trong nước mỹ do chính fbi công bố vào thứ ba tuần này đây cho chúng ta một cái nhìn khác thưa quý vị nếu như quý vị mà chỉ trích đối với chính phủ Biden mà nói rằng, những cái con số, những cái báo cáo của FBI không có đáng tin, đó là ngụy tạo, FBI làm việc cho Biden thì chúng ta thua không còn gì để nói. Nhưng đây là những gì mà FBI công bố cái bản báo cáo vào từ quý thứ tư của năm 2022 cho đến quý tư của năm 2023, thưa quý vị, thì FBI nói là cái tình trạng tội phạm trong nước Mỹ giảm so với thời gian trước đây rất là nhiều. Bên phía thời bên phía chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump thì ngay lập tức ông Than phiền và nói rằng là chính phủ của Biden đang muốn bịt mắt thiên hạ và không muốn người dân Mỹ thấy những cái gì mà nó đang diễn ra trước mắt về tình hình tội phạm tràn lan. Biden mở cửa biên giới để cho di dân vô và gây ra rất là nhiều những cái tội ác về tội phạm ở trong nước Mỹ. Nước Mỹ không còn an toàn một chút nào hết. Tòa Bạch ốc thì nói ngược lại, Tòa Bạch ốc đã tranh thủ ngay cái bản báo cáo của FBI và thậm chí còn nói rằng ngoài cái chuyện mà tỷ lệ tội phạm ở nước Mỹ giảm từ năm 2022 năm 2023, thậm chí là tỷ lệ tội phạm giảm thấp nhiều nhất trong vòng 50 năm vừa qua. Và Bạch Ốc đi xa hơn còn nói là so với cái thời của Trump á, thì tỷ lệ tội phạm tăng nhiều hơn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy xem là cái bản báo cáo của FBI nói gì về chuyện tội phạm trong nước Mỹ năm 2023 nha thưa quý vị. Nhìn chung, tội phạm trong nước Mỹ giảm 5.7% với tỷ lệ giết người giảm 13.2%, những cái vụ hãm hiếp giảm 12.5%, trộm cắp giảm 4.7%, đó là những cái con số mà đáng chú ý nhất. Tình trạng xâm nhập trộm cắp đột nhập vào nhà khu dân cư đó thưa quý vị cũng giảm 4.3%. Tuy nhiên có một con số nó tăng, đó là cái tình trạng trộm cắp xe trong nước Mỹ nó tăng 10.7%. Câu chuyện này chúng tôi cũng có gửi đến quý vị trong chương trình kỳ trước và nó tăng trong suốt cái thời gian vừa qua, đặc biệt là có một số cái hãng xe đó là những cái tên trộm rất là khoái nhắm vào. Thì duy nhất trong cái bản tổng kết của FBI thì có cái chuyện mà tội um, trộm cắp thì nó tăng 10.7%. Và tòa Bạch Ốc cũng có gửi ra cái bản thông báo đi kèm với cái bản báo cáo của FBI còn nói là năm 2023 tỷ lệ tội phạm mà violent đó là bạo động, bạo lực đó là nó thấp nhất trong vòng 50 năm. Và tòa Bạch Ốc nói rằng là nó là kết quả của những cái chính sách của Biden, đặc biệt là từ cái chính sách cái đạo luật chống lạm phát và nó đã dẫn tới cái kết quả kinh tế khá hơn và tình trạng tội phạm nó giảm hơn trái với những người mà chỉ trích những chính sách hiện nay và nói là chính cái việc mà quản lý lỏng lẻo về biên giới của Biden cộng thêm những cái chính sách về kinh tế nó đàn làm cho cái tình hình xã hội nó rối ren thì nay chúng ta chỉ dựa trên những cái con số những cái phát để đưa ra cái có một cái nhìn mà nó rõ nét hơn như vậy thưa quý vị thì um, Bên uh, cái trong cái bản báo cáo này họ cũng nói là cái nhiệm kỳ của ông Trump cái năm cuối cùng á, nếu như tòa Bạch Ốc nói rằng là thời của Biden như vậy thì nó an toàn hơn thời của Trump, cái kết luận đó nó cũng không chính xác, mà phải nói chính xác là như thế này, hồi cuối nhiệm kỳ của ông Trump nó xảy ra cái vụ đại dịch Covid-19 và chính vì cái câu chuyện đó nó đã làm cho cái tình hình nước Mỹ nó rối ren hơn rất là nhiều, rất là nhiều người bị mất công ăn việc làm chỉ có giới kỹ sư thì có thể làm từ xa thì không bị mất việc. Còn những cái thành phần lao động còn lại thì bị mất công ăn việc làm. Nó dẫn đến tình trạng trộm cắp và những cái tỷ lệ tội phạm đã tăng đột biến trong năm những cái năm nhiệm kỳ cuối cùng của ông Trump. Ví dụ như năm 2019, những cái tỷ lệ giết người là 5.1% trên 100.000 người thì năm 2020 con số đó nó tăng lên đến 6.5% trên 100.000 người. Đó là cái nguyên nhân mà đã làm cho nhiệm kỳ cuối của ông Trump nó trở nên có cái tỷ lệ tội phạm cao hơn như vậy và đó cũng chính là lý do mà tòa Bạch Ốc đưa ra kết luận là ô như vậy thì thời Biden nước Mỹ phải an toàn hơn thời của Trump mới phải. Nhưng phải nói cho nó đầy đủ là vì cuối thời của ông Trump nó có xảy ra cái đại dịch Covid-19. Như vậy thì nay với cái bản kết luận này chúng ta có một cái nhìn nó rõ nét hơn về tình hình an ninh về tình hình tội phạm trong nước Mỹ dưới thời hai ông tổng thống và cũng là hai ứng cử viên chuẩn bị so găng vào tháng 11 sắp tới. Nói chung mỗi một ứng cử viên đều cố gắng tìm những cái điểm lợi thế của mình và đưa ra cái sự chỉ trích của đối phương rất là dữ dội và nguyên nhân vì sao mà tỷ lệ tội phạm mà tăng trong nước Mỹ, nhiều người cho là năm khoảng năm 2020 quý vị nhớ có cái phong trào Black Lives Matter, đòi bình quyền, đòi chống lại cái sự bất công đối với cộng đồng da đen, những cái phong trào biểu tình nó nổi lên khắp nơi. Mọi người nói là sau cái phong trào Black Lives Matter đó đó mà giới công lực đã có những cái cải cách đặc biệt là trong việc bắt giữ những cái thành phần da đen và trong cái chuyện mà đóng tiền tại ngoại để mà được ra khỏi tù đó những cái chuyện đó nó đã làm cho tội phạm sơ sẩy và thả ra trong nước Mỹ trên đường phố và làm cho tội phạm tăng một số người thì nói là dựa theo những cái con số mà mua súng ống đặc biệt là sau Covid 19 tỷ lệ tội phạm tăng thì người dân Mỹ bắt đầu đi mua súng ống rất là nhiều và vì trữ sẵn súng trong người <laughs> cho nên có bất cứ vấn đề gì mâu thuẫn về bế tắc trong đời sống cũng lấy súng ống ra mà giải quyết nó làm cho tỷ lệ tội phạm tăng và cũng có nhiều người thì nói rằng cái yếu tố về mental cái về cái sức khỏe về tinh thần nó cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng và nước Mỹ hiện nay đang sống một trong một cái không khí nó có sự chia rẽ rất lớn về chính trị về đời sống tinh thần cho nên đó cũng là lý do mà làm cho vấn đề tội phạm trong nước Mỹ tăng. Nói gì thì nói, nói một cách vắn tắt ngày hôm nay với cái bản báo cáo của FBI đưa ra về tỷ lệ tội phạm năm 2022 năm 2023 giúp cho chúng ta đã sẽ có câu trả lời với những người chỉ trích cho rằng ô nước Mỹ dưới thời của cựu Tổng thống Trump thì an toàn hơn thời của Tổng thống Biden có lẽ nay phải nhìn nhận lại với cái câu phát ngôn đó thưa quý vị và nhân nói về hai tổng thống thì vào ngày thứ sáu ngày 22 tháng 3 thì có một tin tức cũng là cái ngày sinh nhật của cựu tổng thống Jimmy Carter thưa quý vị như vậy thì ông đã đánh bật cái uh, gọi là cái uh, kỷ lục của cựu tổng thống George W. Bush trước đây là vị tổng thống mà sống lâu nhất trong lịch sử của nước mỹ nay kỷ lục đó đã thuộc về ông Jimmy Carter khi ông trở thành vị tổng thống mà sống lâu nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và ông đã đạt được số tuổi là 94 tuổi và 172 ngày. Chúng tôi có được thông tin này ít giờ trước khi lên sóng dựa theo cái sự chia sẻ và bài báo của khán giả Robert Trần. Và xin cảm ơn vì khán giả này vẫn thường xuyên chia sẻ những cái thông tin về chương trình sự kiện trong ngày cho chúng tôi. Đó là câu chuyện đầu tiên Câu chuyện thứ hai, chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị khi nói về sự so găng của hai ông Đương Kim và ông cựu tổng thống là Joe Biden và Donald Trump. Thì vào ngày hôm thứ năm, khi mà ông Biden đến gây quỹ, tham gia một cái sự kiện gây quỹ ở tiểu bang Texas, ông đã có một cái màn pha trò như thế này. Ông mỉa mai, ông nói rằng hôm trước có một người đàn ông trong sức là thất thểu đến gặp tôi và nói thưa ngài tổng thống tôi cần sự giúp đỡ của ngài Tôi đang nợ nần chồng chất và hoàn toàn kiệt sức. Ông Biden nói rằng và tôi đã đáp lại là xin lỗi Donald, tôi không có giúp gì cho ông được hết á. Và cái câu, cái lời đùa này, cái lời chăm biếm này, nó đã làm cho mọi người trong khán phòng cười ô lên và vỗ tay. Đó là cái cách mà ông Biden đang chăm biếm ông Trump, đang đối diện với rất là nhiều những cái rắc rối về tài chính, chồng chất cao như núi. Những cái án phạt mà quý vị đã biết trong cái vụ kiện gian lận ở New York lên đến 450 triệu đô la Mỹ. Rồi cái vụ kiện cô ký giả Jean Carroll cũng lên hơn 80 triệu đô la Mỹ. Và để có được cái thủ tục mà kháng án thì ông Trump phải nộp tiền thế chân, tiền bon vào thì mới tiến hành cái thủ tục này và hiện nay ông Trump đang loay hoay về những cái số tiền vô cùng lớn như vậy và nữa để mà thực hiện những cái vụ kiện đó thì cần có cái dàn luật sư và chi phí mà ông Trump phải đổ vô những cái pháp lý như thế này nè người ta nói là nó cứ giống như là nước chảy chỗ trũng vậy ví dụ vào hồi tháng 2 ông Trump gây quỹ được có hơn 5 triệu đô la Mỹ uh, riêng cho cái quỹ pháp lý của mình thì ông đã phải chi ra là 7 triệu đô la Mỹ trả cho những cái công ty luật khác nhau thưa quý vị trong đó cái công ty luật của cô Alina Habba nhân vật mà vẫn thường được truyền thông nhắc nhiều nhất đó, cô nữ luật sư ngồi bên tay phải của ông Trump trên màn hình quý vị đang thấy. Và cũng là nữ luật sư mà nhiều lần giới luật người ta ngạc nhiên không hiểu vì sao ông Trump lại sử dụng cô luật sư này. Nhiều người nói rằng cô đã thất bại trong việc chứng minh rằng mình là một nữ luật sư thành công và xuất sắc. Tới mức độ mà ông chánh án Egoron nhiều lần phải nhắc nhở cô luật sư Alina Habba chắc cô phải cần ít phút check break để nhớ lại coi một cái tiến trình tố tụng ở tòa thì nó sẽ như như thế nào bất chấp những cái điều như vậy. Và những cái hồ sơ mà cô Alina Habba đại diện cho thân chủ Donald Trump đều có đều thất bại thưa quý vị. Thì vào tháng 2 đó ông Trump đã trả cho cô Alina Habba 422.000 đô la Mỹ và ông còn nợ lại cô là 535.000 đô la Mỹ. Và vào cuối năm vừa rồi người ta cũng tổng kết chỉ có trong khoảng 3 tháng thôi mà công ty của Alina Habba này đã bỏ túi gần 3 triệu rưỡi đô la Mỹ rất là dễ dàng. Chắc chi mà cô Elena h đã phải, đã có tiền để mua cái túi Hermes mà chúng tôi có thưa quý vị trong chương trình sự kiện kỳ trước đó. Và dân tình người ta lao sao, người ta nói 70.000 đô la Mỹ cho một cái túi Hermes. Đó là số tiền mà những người ủng hộ ông Trump phải nên cân nhắc là bởi vì họ đóng tiền cho cái chiến dịch pháp lý của ông. Ông dùng tiền ông trả cho những luật sư, trong đó có cô Alina Habba. Cho nên cái giỏ sách 70 ngàn đô la Mỹ là đến từ túi của những người mà ủng hộ ông Trump. Thì nhưng nói về những cái vụ kiện sắc rối pháp lý của ông Trump ấy, thưa quý vị thì chắc chắn là trong thời gian sắp tới đây ông phải cần một cái nguồn tiền khổng lồ một cái nguồn tiền khổng lồ cho những cái cuộc chiến pháp lý khác nhau ví dụ như cái vụ kiện trả tiền tươi cho cô đào Stormy Daniel mà sẽ ra tòa vào giữa tháng tư sắp tới đây lẽ ra là sẽ ra tòa ngày 25 tháng 3 nhưng mà cuối cùng đã trì hoãn lại delay ba chục ngày thì ông Trump cũng cần phải có luật sư đại diện hay là ông đang kháng án cái vụ gian lận ở New York, rồi ông kháng án cái vụ của ký giả Jean Carroll. Như vậy thì cứ mỗi một cái lá thư viết ra, mỗi một cái phiên tòa mà luật sư xuất hiện đều phải có tiền rất là nhiều. Cho nên đó là cái nguyên nhân mà ông Joe Biden đã chăm biếm về cái vấn đề rắc rối tài chính đối với cựu Tổng thống Trump. Bên cạnh chuyện dĩ nhiên ông biden đang là đương kim tổng thống cho nên là cái khả năng gây quỹ của ông phải dễ dàng và vượt trội hơn so với ông donald trump và nữa chiến dịch tranh cử của ông biden đang ra sức kêu gọi những cái nhà tài phiệt đã từng sót tiền ủng hộ cho bà nikki haley nay hãy chuyển sang ủng hộ cho ông joe biden và đó là một trong những lý do nó khiến cho cái chiến dịch gây quỹ của ông donald trump vô cùng khó khăn thưa quý vị nhưng nói về chuyện gây quỹ thì quý vị biết là đảng cộng hòa toàn quốc hiện nay không còn nói quá khi người ta cho là đã trở thành đảng trump khi mà ông trump đã cài cắm từ con dâu của mình lên làm đồng chủ tịch của đảng cộng hòa toàn quốc rnc và cài cắm cả cái dàn luật sư của mình luật sư cho chiến dịch tranh cử nay bước chân vô đảng Cộng hòa toàn quốc để theo dõi về cái tính chính danh của cuộc bầu cử trong thời gian sắp tới và coi như là thanh trừng xấu hơn 60 nhân viên trong đảng Cộng hòa những ai mà không có nghe theo những cái chỉ thị của cựu Tổng thống Trump. Chúng tôi đã đưa tin quý vị này và đưa tin này cho quý vị vào tuần vừa rồi. Nhưng mà trong một cái diễn tiến mới nhất thưa quý vị thì bây giờ đảng Cộng hòa tuyên bố là họ đã có một cái um, gọi là thỏa thuận với lại bên phía chiến dịch tranh cử của ông Trump sẽ lập ra một cái ủy ban gây quỹ chung có tên là Trump 47 vừa mới thành lập đây thôi và bây giờ trong thời gian sắp tới bất kỳ một số tiền nào mà những người ủng hộ ông Trump hay là những người ủng hộ cho đảng Cộng Hòa mà đóng góp tiền vô Trump 47 này thì tất cả sẽ sót về cho cái chiến dịch tranh cử của ông Trump, chiến dịch pháp lý của ông Trump, số còn lại còn dư bao nhiêu thì mới rót về cho đảng Cộng hòa toàn quốc. Quý vị biết là đảng Cộng hòa toàn quốc từ trước tới giờ không chỉ phục vụ cho ông Trump mà còn rất là nhiều những cái cuộc bầu cử ở tiểu bang rồi còn có những cái ứng cử viên bên phía đảng Cộng hòa, những cuộc đua mà cần cái sự hậu thuẫn yểm trợ rất là lớn của đảng Cộng hòa. Nhưng mà nay tất cả nguồn lực phải tập trung về cho cựu Tổng thống Trump. Nói như lời cô con dâu Lara Trump, bây giờ là cựu, xin lỗi, là đồng chủ tịch của đảng Cộng Hòa. Tất cả từng xu mà đảng Cộng Hòa gây quỹ được đều phải quay về một mối là phục vụ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump để mà cho con đường vào tòa bạch ốc của ông Trump trở thành sự thật. Thì đó là tình hình về những cái phần tài chính về phần chiến dịch tranh cử của ông Trump và Hoàng Phi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và chúng tôi đang nói về cái phần gây quỹ của ông Trump nhất là trong bối cảnh hiện nay, cựu tổng thống đối diện với nhiều cái chi phí rất là lớn và rất là nhiều người đã nhận định rằng từng đồng xu của những người ủng hộ ông Trump mà đóng góp vào những cái chiến dịch pháp lý này á, mặc dù là cái lời kêu gọi đang hết sức được đưa ra ví dụ như vào thứ Sáu nè, ông Trump vẫn tiếp tục kêu gọi trên trước social và gửi email đến cho những cái fan ủng hộ ông đó là Never Surrender. Chúng ta phải cùng góp một tay để ngăn chặn cái cuộc săn lùng phù thủy và ngăn chặn cái bàn tay dơ bẩn của Bộ trưởng Tư pháp Lisa James đụng tay vào những cái bất động sản của ông Trump bởi vì ông đang rất là lo sợ ngày 25 tháng 3 là deadline để ông đóng cái tiền thế chân, đóng tiền phạt. Nếu như ông không có đủ số tiền hơn 450 triệu đô la Mỹ thì bà Letitia James còn hơn cái mức là sẵn sàng luôn đang hâm hở ngó tới cái sân góp và khách sạn của ông ở Westchester thưa quý vị. Ông đang rất là lo lắng. Ông viết trên mạng xã hội trước social là bây giờ giả sử như giờ tôi bán tôi bán tài sản của tôi đi, tôi đóng tiền vô để mà có thể thực hiện được cái thủ tục kháng cáo. Bây giờ giả sử như tôi kháng cáo thành công là không phải đóng cái số tiền đó nữa chứ gì. Nhưng mà rồi tiền của tôi nó cũng bị mất trong bối cảnh là tôi chẳng có làm gì sai. Thì đó là những nỗ lực mà bên phía ông Trump đang kêu gọi cử tri Mỹ hãy cùng với ông và kể cả những nhà tài việt nữa chứ. Vào tháng 4 sắp tới đây, ông sẽ tổ chức một cái buổi tiệc gây quỹ đang gửi thư ra yêu cầu các cái tỷ phú đến Malago để cùng chung một tay giúp cho ông vượt qua cái cơn hoạn nạn như thế này. Trong bối cảnh đó, đó thưa quý vị, thì cô Alina Habba, cô luật sư mà ở phần đầu chúng tôi có nhắc xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trên Fox News khi mà ký giả của đài Fox có hỏi cô một tin là gần đây có nhiều những cái dư luận cho là ông Trump bắt đầu tìm kiếm những cái nguồn lực ở bên phía nước ngoài, ví dụ như Ả Rập Saudi, ví dụ như là Nga chẳng hạn để mà có thêm cái nguồn hỗ trợ về tài chính trong cái cuộc chiến pháp lý như thế này, cô Alina H3 cô nói rằng là cô chưa thể trả lời được về cái strategy, cái chiến lược đó bởi vì có một số những cái điều khoản mà thuộc về luật của Mỹ mà đặt luật tranh cử của nước Mỹ yêu cầu và cái chuyện này đó cho nên ở thời điểm này cô chưa thể tiết lộ. Và tuy nhiên, tuy nhiên là ông Trump sẽ có những cái cách khác nhau để mà binh cho cái bài toán khó này và cái điều quan trọng hơn theo lời cô luật sư Alina h là chúng ta biết rõ là cái công lý của nước Mỹ hiện nay á, đang bị che mờ mắt rồi và mọi thứ nó đang vây bủa, nó đang bủa vây và nó làm khó đối với cựu Tổng thống Trump. Thì đó là một trong những cái dư luận mà mọi người đang bắt đầu đặt ra trong những ngày gần đây thưa quý vị. Nhưng nói về cô Alina Habba, khi nãy chúng tôi có nhắc về cái chuyện mà cái giỏ sách Hermes mà cô đeo lên đến 70 ngàn đô la Mỹ mà trên mạng X người ta nói là đó là tiền của người hâm mộ đó. Thì liên quan đến cái giỏ sách Hermes quý vị thấy nè, nhiều người nói cái gì một cái giỏ sách mà 70.000 đô la Mỹ ha nó bằng cả một cái chiếc xe hơi chứa trong cái giỏ sách đó đó và nó là một cái giỏ sách rất là xa xỉ thì liên quan tới cái thương hiệu mà vô cùng đắt tiền như thế này thì ở California thưa quý vị tòa án ở San Francisco vừa mới tiếp nhận một cái đơn kiện một đơn kiện của hai người dân Cali nha đã kiện cái hãng Hermes này và nói là hãng giỏ sách mà xa xỉ đắt tiền này đã vi phạm về đạo luật là chống độc quyền khi mà họ chỉ cho phép những khách hàng nào mà đã từng mua đồ của Hermes trước đây là khăn choàng, là giày, là thắt lưng mà tất cả quý vị biết là đồ nào cũng xa xỉ hết á chỉ phải mua những cái món hàng đắt tiền của Hermes mới qualify để mua được những cái giỏ sách mà Hermes, như quý vị thấy là cô Alina Habba của sách đó, cái giỏ sách này có tên là Birkin, Birkin. Trong đơn kiện còn nói rằng là nếu bây giờ mà lên website của Hermes mà order là không được nha. Rồi đi ra cửa hàng bán lẻ cũng không cho mua luôn. Chỉ có khách nào mà qualify rồi á, thì được người bán hàng dắt vô một cái phòng riêng kín đáo để mà show cái giỏ Birkin đó ra cho khách hàng mà đạt được cái yêu cầu. Và quý vị thấy là cái giỏ này nó đắt tiền dễ sợ và nó phải nói là nó rất là khó khăn để mua. Và vì vậy hai người California đã nộp đơn kiện Hermes là tại sao lại làm khó dễ người tiêu dùng như vậy không cho và họ còn cáo buộc là bằng cái luật như thế này nè hãng Hermes đang đưa cho những cái nhân viên bán hàng một cái chiến lược là chiêu dụ khách hàng hãy mua những cái món hàng khác đi mới đạt đủ điều kiện tiến tới mua được chiếc Birkin. một lần nữa giá nó sơ sơ khoảng uh, ngang hàng với một chiếc mô tô hay là giá cao cấp hơn thì ngang hàng với một chiếc xe hơi nằm trong cái giỏ Hermes và một lần nữa cô Alina Hapba luật sư của ông Trump sách đó thưa quý vị thì đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi đọc thấy liên quan đến hãng Hermes một cái chiếc túi mà thực sự không hiểu là tại sao nó đắt tiền đến mức độ như vậy chuyển sang cái tin tức khác liên quan tới công nương của xứ wales cụ thể là vương phi catherine kate trong suốt cái thời gian gần đây hoàng gia anh đã vướng vô rất là nhiều những tin đồn thậm chí không chỉ truyền thông trong nước anh đồn đãi mà ngay cả mỹ đây những cái chương trình bình luận tin tức người ta cũng đưa ra chung quy cũng câu hỏi là công nương xứ wales Cô Catherine ở đâu rồi và có cái gì lục đục trong gia đình hoàng gia không mà cô ấy đã mất tích quá lâu ngày như vậy thưa quý vị. Và trong cái video được công bố cho công chúng để giải tỏa những cái lời đồn đoán những cái lời dị nghị, cô Catherine thông báo là cô gặp phải một cái cú sốc rất là lớn sau những cái tháng ngày vừa rồi đầy khó khăn, có nghĩa là cô đang bị ung thư và đang hóa trị, thưa quý vị. và như chúng tôi nói đó cái scan đồ rộ lên là kể từ khi mà hình ảnh người ta nhìn thấy cô cuối cùng là cô nói là vào bệnh viện để mà cắt một cái khối u nào đó ở trong bụng, thì sau đó đó cách đây một tuần Người ta đặt câu hỏi là công nương Catherine đâu rồi thì cô lại công bố tấm ảnh cô chụp với các con và đặc biệt là cái tấm ảnh đó đã bị chỉnh sửa. Mà truyền thông mà thưa quý vị họ đâu có tha, ngay lập tức họ đưa ra rất nhiều cái khả năng vì sao lại phải chỉnh sửa ảnh. Trong khi đó, Catherine không chịu bước ra bằng xương, bằng thịt để trình diện với công chúng. Và nữa, cái ngón tay áp út mà đeo nhẫn, đó, tại sao lần này lại không thấy đeo? Sau đó công nương phải lên và đính chính và nói là xin lỗi là tôi có chỉnh sửa ảnh đó. Nhưng mà vì những cái lý do tế nhị là bởi vì cô phải trải qua cái quá trình hồi phục sau cái phẫu thuật. Nhưng mà dân tình vẫn không có ngồi. Họ đồn đãi rằng William là chồng của cô Tharin và là người sẽ kế vị cái ngôi vua hiện nay là do là của ông ông vua trao đệ tam đó thì William ngoại tình với một người phụ nữ khác là Rose Hanbury là một người mẫu và cái câu chuyện ngoại tình này nó có từ những năm 2019 và như vậy thì câu chuyện lịch sử lại lặp lại là câu chuyện của công nương Dana đã bị ông thái tử Charles ở thời điểm đó cũng ngoại tình và xảy ra một cái chết vô cùng tức tưởi đối với công nương Diana thì nay người ta bắt đầu lo lắng cho cái số phận của cô công nương Catherine là như vậy. Những lời đồn đó nó nối tiếp những cái lời đồn đó mãi cho đến ngày thứ sáu tuần này mọi cái tấm màng đã được giải mã thưa quý vị cô đăng những cái đoạn video cho thấy là cô khá là gầy gọc sau một cái cuộc phẫu thuật cô nói là lúc mà vô mà cắt cái khối u trong bụng đó, đó thì mọi người nghĩ là không có phải ung thư gì hết nó chỉ là một khối u lành tính mà thôi nhưng mà sau đó đi xét nghiệm thì mới thấy là đây là khối u ung thư. Không nói rõ là ung thư gì mà chỉ biết là cô đang trải qua quá trình hóa trị. Và cô nói là cái chuyện này gia đình cô rất là sốc và cũng tìm cách là để nói cho tụi nhỏ biết như thế nào. Ông thủ tướng Anh là ông Rishi Sunak. Ông nói rằng là những cái gì mà Kate, công nương Kate phải trải qua nó phải nói nó rất là khủng khiếp và ông ca ngợi là cô rất là can đảm bước ra công chúng để mà nói về cái tình trạng bệnh tình của mình và ông cũng nói là rất là buồn khi mà nghe những cái tin tức này nhưng mà chứng tỏ là truyền thông những cái người mà đồn thổi những cái thông tin này á, họ quá là ác ý đối với gia đình của hoàng gia ở phía Mỹ đây thưa quý vị trong cái cuộc họp báo đầu ngày của tòa Bạch Ốc thì cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc là cô Sean Peer cũng đã mở đầu bằng cái câu chuyện của công nương Catherine. Cô nói là nước Mỹ cũng biết cái thông tin này vào ngày hôm thứ Sáu và rất là cảm thấy buồn cho cái tình hình sức khỏe của công nương Catherine như vậy, thì tạm thời những cái tin đồn nó được uh, giải tỏa liên quan tới gia đình hoàng gia Anh, mà chắc chắn là ở đằng sâu tấm màn nhung, đằng sâu những cái ngôi quyền lực cái ngôi ngai vàng đó chắc chắn là có những cái bí ẩn rất là lớn. Và vì nó có quá nhiều bí ẩn cho nên người ta mới không ngớt đồn thổi thưa quý vị. Và nhưng hồi nãy Hoàng Vi có nói cô Sean Pierre phát ngôn viên của tòa bạch ốc, cô nói là sáng ngày hôm nay là ngày thứ sáu đó chúng tôi đã nghe được một cái terrible news là về tình hình sức khỏe công nương của hoàng gia anh cũng như là mọi người được biết nhưng có lẽ cô sean pier phát ngôn viên của tòa bạch ốc đã không có nói có một cái terrible news một cái tin tức khủng khiếp lớn hơn đối với chính phủ của biden Chúng tôi đã nhiều lần thưa quý vị để hướng tới cái cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đây. Một trong những cái vấn đề mà bên phía đảng đối lập cũng như là đối thủ chính trị của ông những người chỉ trích chính quyền Biden, đó là câu chuyện về di dân. Di dân đang tràn vô biên giới, nói như lời của cựu tổng thống Trump, Biden cho phép những cái kẻ buôn lậu ma túy fentanyl, những kẻ giết người cướp của đang đem ra rất nhiều tội ác trong nước Mỹ vào ngày hôm chiều ngày thứ năm thưa quý vị một cái tin tức bùng nổ diễn ra ngay tại một cái điểm nóng về vấn đề di dân đó là thành phố El Paso của tiểu bang Texas nhắc tới cái khu vực này quý vị nhớ là có một cái cuộc đấu không khoan nhượng giữa ông thống đốc Greg Abbott đối với chính phủ đương nhiệm trong cái vấn đề di dân nào là dựng hàng rào kém gai rồi sau đó mặc dù chính quyền chính phủ đương nhiệm yêu cầu là gỡ hàng rào kém gai, ông thống đốc Red Abbott vẫn nôn. No em ứ. Và sau đó lên đến tối cao pháp viện yêu cầu là Texas phải dỡ cái hàng rào kém gai này, nhưng mà bên phía thành phố tiểu bang Texas vẫn bất tuân lệnh. Lý do họ đưa ra là họ đang bị xâm lăng và họ phải bảo vệ người dân của mình. Di dân bất hợp pháp tấn công vào lãnh thổ của tiểu bang thì họ phải bảo vệ người dân của mình. Và đỉnh điểm nữa là thưa quý vị, vào chiều ngày thứ năm đó, hơn 100 di dân đang muốn hy vọng được vô nước Mỹ đây nè, đã kéo đổ hàng rào thép gai rồi xô xác với thành viên của vệ binh quốc gia Texas để tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ. Đầu tiên là một nhóm người gồm có khoảng 600 di dân, họ đang đứng xếp hàng. Thì nó xảy ra cái câu chuyện là lực lượng vệ binh quốc gia Texas tìm cách là chia cái group ra thành nhiều nhóm nhỏ để có thể là họ sẽ xem xét hồ sơ chăng. Nhưng mà trong đó họ tách người lớn với trẻ con ra. Và vì lý do này, cộng thêm những cái thành phần di dân khác, cũng tranh thủ cơ hội này đã bùng lên và xô đẩy cái hàng rào kém gai có những nhờ vệ binh quốc gia đã tìm cách lập thành hàng rào người chắn lại nhưng cuối cùng vì cái số di dân nhiều hơn số lính vệ binh cho nên là cái hàng ngũ vệ binh quốc gia đó phải đứng qua một bên, dạt qua một bên. Cuối cùng sau khi được chi viện thì cũng có những cái di dân bất hợp pháp đã bị bắt giữ, một số thì bị tống vô tù và sẽ bị cáo buộc là chống người lực lượng công vụ cũng như là gây ra cái tình trạng là phá của ở trên cái mảnh đất của texas nhưng mà số còn lại thì được giao để mà xét xử cái hồ sơ mà xin tị nạn trong nước mỹ đó là câu chuyện xảy ra ở texas nhưng ngay lập tức thưa quý vị thống đốc greg abbott và ông chủ tịch hạ viện là ông mike johnson đã đổ lỗi cho chính phủ biden chính biden chính cái chính sách di dân của biden đã gây ra cái làn sóng khủng hoảng về biên giới như thế này đây để đến bây giờ đây mà di dân đã ngang nhiên chống đối lại vệ binh quốc gia của texas và gây ra tình trạng hỗn loạn như thế này trên mạng x thậm chí là có những người dùng ở trên ở là Twitter trước đây đó, họ còn kêu gọi họ nói là bây giờ lực lượng vệ binh quốc gia Texas, ngoài cái chuyện được trao quyền, được trao quyền để mà có thể bắt giữ và sau đó tiểu bang có quyền là trục xuất những cái dân dân bất hợp pháp này luôn. Thêm cái sự kiện ngày hôm thứ năm nữa, họ đề nghị là hay là vệ binh quốc gia của Texas hay là giới công lực bắn luôn bắn luôn những người di dân bất hợp pháp mà bạo động như thế này để mà tránh những cái mối hiểm họa về sau. Dĩ nhiên là đây là điều sẽ không ai có thể tán đồng bởi vì hiến pháp của nước Mỹ và nhất là nước Mỹ thưa quý vị, United States. Of America chắc chắn trong hiến pháp là không cho phép bất kỳ một tiểu bang nào được đối xử như vậy đối với di dân. Nhưng mà những người thì than phiền họ nói là nếu là một citizen, một công dân Mỹ bình thường đi mà có một cái màn đối đầu trạm chán với giới công lực như vậy thì một là sẽ bị công tay ngay lập tức và thậm chí là còn bị bắn súng trước để mà thị uy. Còn những di dân bất hợp pháp này thì lại không bị vấn đề gì hết chắc chắn cái lời phàn nàn như thế này nó cũng không chính xác 100% nhưng đã có những cái lời kêu gọi bởi vì giận dữ bởi vì họ nhìn thấy những tình hình như thế này và họ kêu gọi là phải mạnh tay hơn đối với di dân. Nhưng thực sự thưa quý vị, thực sự tiểu bang Texas với cái đạo luật SB 84 mà ông thống đốc, xin lỗi SB4, mà ông thống đốc Greg Abbott vừa thông qua. Và chính tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết cho rằng no, giới công lực của Texas không được quyền bắt giữ và trục xuất di dân như vậy. Nhưng mà sau đó thì một cái tòa kháng án lại đưa ra cái lệnh phủ quyết cái yêu cầu của tối cao pháp viện và nói là bây giờ phải chờ cái tòa kháng án họp và đưa ra trong một cái phiên tòa để rồi đưa ra cái kết luận cuối cùng. Người ta mới đặt ra câu hỏi là Texas có thực sự có đủ quyền để mà bỏ tù di dân và trục xuất di dân hay không? Thì nhiều chuyên gia về di trú họ nói rằng sorry ông Greg Abbott, sorry Texas, dù không có thể nào làm việc đó bởi vì nó quy định cái luật di dân và vốn được quy định trong hiến pháp đó là bất kỳ cái vấn đề gì thuộc về di trú phải do chính quyền liên bang giải quyết. Về cơ bản thì Texas có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình. Nói như lời ông Greg Abbott đó là ông ấy phải bảo vệ cái an toàn cho cho người dân trên lãnh thổ của mình. Nhưng mà đụng tới di dân thì xin lỗi ông Greg Abbott, ông không được giải quyết điều đó. Ông có thể tạm giữ những di dân bất hợp pháp và gây ra tội phạm ngay trên lãnh thổ của Texas. Nhưng khi chính quyền liên bang mà yêu cầu ông phải giao những cái người di dân bất hợp pháp đó cho liên bang giải quyết, thì ông Greg Abbott buộc lòng phải nghe theo. Và còn lý do gì mà tiểu bang không thể vượt quyền liên bang trong vấn đề giải quyết di dân? Hoàng Vi sẽ đề cập với quý vị sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Chúng tôi đang thưa dở với quý vị rằng là ông thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott. Ông có quyền sử dụng uh, cái quan điểm của mình là ông phải bảo vệ an toàn cho người dân của Texas. Cho nên ông nại ra lý do là ông đang bị lãnh thổ của Texas đang bị bao vây, đang bị xâm lăng bởi di dân thì nhiều người cho rằng ông có quyền bảo vệ lãnh thổ nhưng ông không có quyền bắt giữ di dân và đặc biệt khi mà liên bang yêu cầu tiểu bang phải trao trả phải nhượng bộ với cái quyền giải quyết những vấn đề về di dân bất hợp pháp đó thì tiểu bang phải khuất phục điều đó đã được quy định trong hiến pháp thưa quý vị giả sử chúng ta hình dung nếu như chính phủ biden không có cương quyết mà chiến lại cái đạo luật SB4 của tiểu bang Texas thì điều gì sẽ xảy ra? Giả sử mỗi tiểu bang trên nước Mỹ đều có cái luật di dân mới riêng của mình á thì chắc chắn là mỗi tiểu bang sẽ đưa ra những cái quy định về việc xét nhận tị nạn như thế nào, đối phó với di dân như thế nào và nó sẽ không còn nằm dưới cái umbrella là là của liên bang nữa. Và nói chi xa không nói đâu xa thưa quý vị ở Iowa. Trong tuần vừa rồi, Hạ viện của Iowa vừa mới đưa ra một cái dự luật là họ cần phải có một cái chính sách di dân riêng biệt của mình mà không có tuân theo liên bang. Đó là một cái tiền lệ và họ dựa theo những gì mà Texas đang làm. Một lần nữa chúng ta hãy hình dung là mỗi một tiểu bang trong nước Mỹ Mỹ đều có cái hệ thống di dân của riêng mình thì lúc đó nước Mỹ sẽ không có một cái luật liên bang và điều đó hoàn toàn đi ngược theo hiến pháp và người ta nói rằng là bản thân mỗi tiểu bang mà có cái luật di dân và trục xuất di dân riêng của mình á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chính sách ngoại giao và cái vấn đề về an ninh quốc gia của nước Mỹ. Chẳng hạn như bây giờ nhé, Texas chuẩn bị là trục xuất những cái di dân bất hợp pháp mà họ bắt giữ nè và họ trục xuất nè. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái mối quan hệ giữa Mỹ và Mexico. Mexico trong tuần này đã chỉ trích Texas hết lời và nói rằng là những cái gì mà thống đốc của tiểu bang Texas đang làm nó sẽ phá hỏng cái mối quan hệ giữa Mỹ và Mexico để mà giải quyết vấn đề này nó đòi hỏi cái cấp mà cao hơn là liên bang và giải quyết những vấn đề ví dụ như về việc Mỹ bổ hỗ trợ cái nguồn kinh phí như thế nào cho những cái nước chân rết để mà giữ công dân của họ ở lại nước mình chứ không có tìm cách mà đột nhập vào nước Mỹ nhưng nói như vậy thì vào thứ sáu bà phó tổng thống kamala harris cũng lần đầu tiên đặt chân lên puerto rico để mà giải quyết những vấn đề di dân này đây biết rằng bên phía đảng cộng hòa thì vẫn cho rằng là bà kamala harris đã thất bại thảm hại trong việc giải quyết vấn đề di dân mà ông biden đã giao phó nhưng nói gì thì nói, dù giải quyết hay hay dở thì cái chuyện đó cũng thuộc về liên bang thưa quý vị. Mexico nói là dứt khoát sẽ không có đón nhận những cái di dân bất hợp pháp mà Texas trục xuất và thả về như thế này. Và Mexico sẽ chống cự lại đến cùng và nó sẽ phá hủy cái mối quan hệ ngoại giao với lại giữa Mỹ và Mexico. Thì đó là câu chuyện mà làm cho chính quyền của Biden đau đầu nhất. Chúng ta không thể phủ nhận một thực tế là có cái khủng hoảng di dân và chúng ta nhìn thấy là có cả di dân bất hợp pháp đang tràn vô nước mỹ và gây ra những vấn đề về phạm pháp ví dụ như những cái băng nhóm đó thưa quý vị làm ra những cái id giả thẻ xanh giả cho những di dân bất hợp pháp quý vị nhớ câu chuyện mà cô sinh viên trường y là cô Riley, 22 tuổi, đã bị một cái di dân bất hợp pháp Venezuela giết chết ở Georgia. Và sau cái chết của cô nữ sinh Riley này, nó đã đẩy thành một cái câu chuyện rất là lớn mang tầm vóc của quốc gia thì những cái băng nhóm đó đã cung cấp cho những người anh em mà là hung thủ giết của riley ấy, những cái green id là những cái thẻ xanh giả và chúng ta cũng đọc thấy những cái thông tin ví dụ như di dân bất hợp pháp đã tấn công ngay cả cảnh sát ngay cả tại quảng trường của new york những câu chuyện đây đó là có thật cái khủng hoảng là có thật nhưng một lần nữa, những cái việc mà giải quyết về di dân như thế này, nó thuộc về chính phủ liên bang. Và như lời ông Biden nói, ông sẵn sàng đóng cửa biên giới với điều kiện là quốc hội hãy thông qua cái luật di dân đi, cần phải cải cách đi. Nước Mỹ không thể nào đóng cửa hoàn toàn với di dân. Nước Mỹ cần di dân hợp pháp và đặc biệt là di dân có cái tay nghề cao thưa quý vị thông qua cái visa HB1 mỗi năm nước Mỹ chỉ có xét duyệt có 40% những cái hồ sơ xin vô nước Mỹ theo diện đàng hoàng, tay nghề cao là những người mà nhập cư mà tay nghề cao theo diện visa mà sp 1 đó. Nó chỉ cung cấp cho nước Mỹ có khoảng 40.000 những cái người nhập cư mà có khả năng như thế này trong khi đó không cải cách luật di dân để cho di dân mà bất hợp pháp tràn qua biên giới mà quý vị biết là những di dân này thì hoàn toàn không có tay nghề nó sẽ tạo thành gánh nặng cho xã hội nói tóm lại cần phải cải cách từ trên xuống thêm những cái chỉ tiêu để mà nhận visa có những cái dân nhập cư mà có trình độ tay nghề cao và cả những cái hệ thống xét những cái uh, tiêu chí để xét quy chế tị nạn đối với những di dân ngay tại biên giới như thế này. Đó là câu chuyện mà người ta bàn nhiều nhất và một lần nữa, Greg Abbott ông hoàn toàn có quyền bảo vệ cái tiểu bang của mình nhưng ông không có kháng cự liên bang trong vấn đề di dân và nhiều người cho rằng điều đó đã được quy định rất là rõ trong hiến pháp. Và nhưng nói về những vấn đề di dân như thế này thì quý vị biết là New York chúng tôi cũng vừa mới đề cập trong cái ví dụ vừa rồi cũng là một trong những cái điểm nóng di dân khi mà những cái ông thống đốc như là Greg Abbott của Texas như là Ron DeSantis của Florida cứ liên tục rót di dân đổ di dân về những cái điểm nóng như là New York như là California đây chẳng hạn như là Chicago thì ông Merrick Adam là thị trưởng của thành phố New York. Quý vị biết là vào hồi đầu tháng 1 của năm nay, ông đã có một cái động thái là ông nộp đơn kiện 17 cái công ty xe bus mà chở những di dân đến thả đến cái thành phố của ông. Và ông đòi những cái công ty này là phải bồi thường thiệt hại cho thành phố là 700 triệu đô la Mỹ. Thì tòa ở New York chưa có xử vụ kiện này, nhưng mà vào ngày thứ sáu thì có một công ty trong số 17 công ty bị kiện. Công ty xe bus này có tên là Roadrunner Charters Inc tuyên bố với lại bên phía thành phố nói là ok thôi thì tạm thời tôi không có chở di dân tới nữa nhưng mà ông cũng phải rút lại cái đơn kiện đi ông Merrick Adam ngay lập tức là hoan hô vỗ tay và nói là 16 công ty xe bus khác cũng nên nhìn lấy tấm gương này đi không có được công khai và ngang nhiên chở di dân đến thả như thế này muốn chở phải không phải tuân theo những cái điều kiện sau đây Ví dụ, phải thông báo cho giới chức thành phố 32 tiếng trước khi mà chở đến để thành phố tập trung cái 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 nguồn lực để mà đón tiếp di dân. Rồi nữa, phải hạn chế là không được chở những cái buổi sáng ở trong ngày, cũng như là quyết đây là không có được chở chỉ được chở di dân tới vào weekend mà thôi đó một số những cái điều kiện như vậy điều kiện chính như vậy thì đó là một cái diễn tiến mà chúng tôi nói với quý vị là những cái tiểu bang đỏ người ta đang tìm cách để mà đổ di dân vào tiểu bang xanh và con dung nó xéo lắm thì cũng quằn như lời ông thị trưởng của thành phố new york ông đã nộp đơn kiện hàng loạt các công ty xe bus là như vậy thì đó là câu chuyện về di dân Chuyển sang câu chuyện khác, thưa quý vị, liên quan đến những cái đoạn video mà trên mạng X người ta đang rần rần chia sẻ vào tuần này liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Trong đó, vào tuần này, nè có một cái sự kiện xảy ra tại Malago vào ngày hôm thứ ba của tuần này. Thì đoạn video do một cái tài khoản có tên là Patriot Tex đã post lên trên mạng X và nói là ông trump nhìn thấy những cái gì đang xảy ra cái sự kiện đang xảy ra ở Malago có rất là nhiều những cái khách tham dự trong đó có những cái người phụ nữ rất là trẻ đẹp và ông Trump đã nói như thế này là nice event có phải không? Đây là một sự kiện rất là đẹp phải không? Hãy nhìn những người phụ nữ xinh đẹp mày này đi, họ làm you you are driving me crazy, họ làm cho họ làm cho tôi muốn điên lên mất. Đó là lời cựu tổng thống Trump nói về những người phụ nữ tham dự sự kiện tại Malago thưa quý vị. You are driving me crazy và nó đặt trong cái bức bối cảnh hiện nay là ông Trump đang phải đối diện với nhiều cái sắc rối pháp lý, trong đó có cái vụ cô Stormy Daniel trả tiền bịt miệng cho cô đào kiêu dâm Stormy Daniel. Và ở cái thời điểm mà xảy ra vụ kiện đó, ông nói ông trả tiền. Ông có làm gì sai, không có chuyện mối quan hệ ngoài luồng gì hết. á Ông trả tiền là để cho Stormy Daniel, vốn là một cô đào kiêu dâm, không nên có những cái phát biểu lung tung nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của ông với lại cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump nhưng nói về somi daniel và hôm thứ năm thì quý vị xuất hiện cũng trên fox news cô nói là những người đang ủng hộ ông trump đó họ đang chỉ trích tôi thậm chí là đòi lấy mạng tôi ngày nào họ cũng đe dọa tôi hết họ nghĩ rằng tôi là một người ác một ác quỷ còn họ là những người yêu nước mỹ thực sự nhưng mà họ sai lầm Tôi chỉ nói ra những cái gì sự thật đã từng xảy ra giữa tôi và cựu Tổng thống Trump mà thôi. Thế thì trở lại với cái lời bình luận của ông Trump liên quan đến sự kiện ở Malago. Ông nói là nhìn những người phụ nữ xinh đẹp này đi, họ driving, họ driving me crazy. Thì nó đặt trong bối cảnh là ông đang có những cái sắc sối pháp lý, kể cả vụ Jean Caro nữa chứ và đặc biệt là trong cái cuộc chạy đua so găng vào tòa Bạch Ốc thì người dân Mỹ cử tri Mỹ đang theo dõi nhất cử nhất động và những cái hành vi và lời phát biểu của cựu tổng thống Trump và cả bên phía ông Joe Biden. Nhưng nhất là ông Trump trong thời gian gần đây, người ta bắt đầu để ý về những cái câu phát biểu của ông đối với di dân, đối với những người phụ nữ và đặc biệt về cái cách của ông hành xử đối với những thành viên trong gia đình. Cũng ngay trong tuần này thưa quý vị, đoạn video clip được post lên trên mạng xã hội cho thấy là ông xuất hiện trong một cái sự kiện thể thao UFC và người ta nhìn thấy là khi mà ông ông bắt gặp được Ivanka Trump là ái nữ của ông đó cùng với cậu con rể là Josh Kushner. Ông đã tiến tới và bắt tay hai người này là Ivanka và Josh Kushner. Nhưng mà khi đứa cháu, có nghĩa là con của Ivanka đó đợi bố mẹ của mình bắt tay ông xong thì đứa cháu cũng chuẩn bị tiến tới và đưa tay ra và được ôm ông Trump thì ông đã quay lưng và bỏ đi. Cái đoạn video clip này đã được đưa lên mạng xã hội và người ta nói là thấy chưa ông Trump không có phải là cái người mà tình cảm đối với những cái thành viên trong gia đình. Thì thôi đó là một chi tiết bên lề nhưng chúng ta thừa hiểu một điều rằng bất kỳ một ứng cử viên nào mà ra tranh cử tổng thống hay là các cái cuộc bầu cử tiểu bang chẳng hạn hay là địa phương chẳng hạn thì bị soi cái kính lúp rất là kỹ từng nhất cử nhất động của mình nhất là đối với ông Trump và khi mà nhắc về Melania Trump thưa quý vị cũng vào ngày thứ ba tuần này bà xuất hiện bên cạnh chồng của mình và để dập tắt mọi cái tin đồn người ta vẫn đưa ra là Melania đâu rồi Chúng tôi đã từng thưa quý vị là ngay tại Malago đó, những cái đối thủ chính trị của ông như là Nikki Haley còn thuê trực thăng đó cầm những cái banner chạy ngang Malago với cái dòng chữ là Milania đâu rồi là bởi vì bà biến mất bậc tâm, bà không xuất hiện cùng chồng trong những cái cuộc tranh cử giống như bà đương kim đệ nhất phu nhân là Joe Biden xông sắn tay áo lên và xông vào những cái tiểu bang chiến trường để tham dự những cái cuộc rally một mình bà thân chinh gặp gỡ cử tri để kêu gọi hãy tiếp tục bỏ phiếu cho chồng bà cũng như là đảng Dân Chủ. Bà cựu để nhất phu nhân Milania thì không phải vậy. Trong cái cuộc trần tình cách đây khoảng 2 tuần với đài Fox, ông Trump đã nói rằng Milania là một người kính tiếng, nhất là bà phải dành hết thời gian và tâm trí của mình để cho cậu con trai là Baron năm nay là 17 tuổi. Nhưng mà hôm thứ ba đó, bà đã giải dập tắt mọi tin đồn khi xuất hiện cùng chồng. Nhưng mà khi ký giả hỏi là vậy thì từ đây, trong cái thời điểm mà bắt đầu là nó tăng nhiệt, trong cái cuộc chạy đua sắp tới đó, bà sẽ tiếp tục sánh vai cùng với ông Trump đến gặp gỡ cử tri chứ. Thì bà Milena đã không có xác nhận cái câu chuyện này thưa quý vị. Bà nói hãy đợi xem như thế nào. Và bằng cách trả lời đó thì dân tình và đặc biệt là truyền thông lại càng bán tính bán nghi cho là bà sẽ cùng xuất hiện cùng với chồng trong thời gian sắp tới. Đó là câu chuyện liên quan đến ông Trump. Một câu chuyện nữa, thưa quý vị, liên quan tới quốc hội liên quan tới quốc hội nhắc tới quốc hội những ngày gần đây thì ngoài những cái chuyện những cái xào xáo những cái rối loạn trong hạ viện mà do đảng cộng hòa kiểm soát từ hồi năm ngoái cho tới bây giờ rất nhiều những kịch tính, nối tiếp những kịch tính. Và vào ngày hôm thứ Sáu, trong một cái cuộc chạy đua nước rút, thưa quý vị, thì Hạ Viện đã thông qua cái gói ngân sách 1.200 tỷ mà ông Mike Johnson trước đó ông nói là thôi, bây giờ nước Mỹ chia rẽ quá rồi, nhưng mà chúng ta cần phải làm những việc cần làm. Bây giờ ngân sách phải được thông qua để chính phủ không có được đóng cống cửa. Lẽ ra là cái chuyện này đã phải thông qua từ hồi tháng 10. Nhưng mà các cái nhà lập pháp cứ dùng dằn co kéo và thông qua những cái gói ngân sách ngắn hạn sáu cái dự luật về ngân đạo luật ngân sách ngắn hạn đã được thông qua thưa quý vị và ngày hôm thứ sáu đã thông qua một cái gói ngân sách lớn bổ sung phần quỹ cho bộ ngân khố nè rồi thêm phần bộ nội an nè và một số cái chương trình cho bộ tư pháp vân vân thì cuối cùng đã được thông qua rồi và chuyển qua thượng viện để mà bỏ phiếu nó có chi tiết như thế này những cái nhóm dân biểu bên phía cộng hòa maga đó rất là giận dữ với cái hành vi của ông mike johnson bởi vì nói như lời cô marjorie green và những cái đồng viện của cô như là matt gay chẳng hạn họ nói là họ tức muốn nổ máu khi mà một cái đạo luật về ngân sách mà khoảng 1.200 trang mà bên ông chủ tịch Hạ Viện ổng đợi 2 giờ rưỡi sáng tức là nửa đêm đó ổng mới gửi đến cho các nhà lập pháp mà ổng cho chỉ có thời gian khoảng 3 ngày để mà đọc để rồi chạy đua nước rút để mà bỏ phiếu thì những cái nhà lập pháp bên phía đảng cộng hòa họ nói đây là cái trò mà ăn gian lừa gạt của Mike Johnson thưa quý vị lừa gạt của Mike Johnson thậm chí họ nói là để mà đọc 1000 trang thì cần có trung bình là khoảng 27.8 giờ cho một người đọc bình thường có thể đọc mà đọc rồi phải nghiên cứu rồi phải tìm hiểu làm sao mà có thể thông qua được đâu phải ngay cả mua một chiếc xe cũng không thể mà quyết định sớm như vậy huống chi là đây là ngân sách cho cả quốc gia là 1.200 tỷ và bất chấp những lời than phiền đó ông mike johnson đã đưa ra thứ sáu bỏ phiếu để rồi thông qua chuyển lên thượng viện làm bập 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 và chính vì điều đó mà ông không có thoát khỏi cái sự trừng phạt của các dân biểu maga đỉnh điểm là cô martella green thưa quý vị cô đã giới thiệu ra một cái nghị quyết yêu cầu là trút phế ông mike johnson bởi vì ông đã đi đêm đã khiêu vũ với kẻ thù rất là nhiều ông sử dụng những cái lá phiếu ủng hộ của đảng dân chủ rất là nhiều bên phía cộng hòa người ta chỉ trích Taylor Green dữ lắm. Họ nói là cô làm những cái hành động bước đi như thế này nè, cô gây ra cái chia rẽ mà thôi. Và cô sẽ trao cái quyền lãnh đạo Hạ Viện vô tay lãnh đạo bên phía đảng Dân Chủ là ông Hakim Jeffrey mà thôi. Bên phía Dân Chủ thì cười, cười, cười rùi và nói là họ sẵn sàng bỏ phiếu để bảo vệ Mike Johnson, ông đừng lo không biết cái kịch tính này sẽ xảy ra như thế nào nhưng mà nó là một chỉ dấu cho chúng ta thấy là hạ viện trong quốc hội liên bang hoa kỳ vẫn tiếp tục có những cái màn kịch tính và đặc biệt trong nội bộ của đảng cộng hòa ngay tại hạ viện với lãnh đạo tinh thần là ông donald trump đang đưa ra những cái chỉ thị ảnh hưởng rất là lớn với những cái chính sách của hạ viện thì chúng ta thấy là Đảng Cộng hòa hiện nay ở Hạ viện đang bị chia năm xẻ bảy rất là nhiều và như vậy sẽ còn rất nhiều kịch tính trong thời gian sắp tới. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.